Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, đó là cái tiếng súp của anh Lê Văn Thanh, là súp B3 2021 330 mặt trước. Vâng, đây là súp B3 2021 của anh Thanh ạ. Vâng, bên em đang test chiếc gửi cho anh. Và bên em có món quà chuyên là một cái áo mưa in hình logo Zika Audio ạ. Vâng, anh Thanh nhé, bên em đang test cho anh đấy ạ. Súp B3 2021 đằng trước đấy ạ. Vâng, bên em đang quay video test sản phẩm cho anh. Vâng, bên cái dòng này là không xuất khủng. Anh có tìm hiểu rất là kỹ ở các nơi cung cấp. Mà hiện nay chưa có cơ sở nào cung cấp một cái sản phẩm súp B3 2021 mà chất lượng tuyệt vời như thế này. Không, và điều đặc biệt nữa là anh Thanh anh có canh giờ vàng và anh đã sở hữu cho mình được cái súp rất là tuyệt vời và giá thành cực kỳ hợp lý. Vâng, việc trước được bảo vệ bởi e căng lụa đấy ạ. Vâng, bát rất là sâu, chấm rất là sâu. Và phía bên trong đây là cái bát 30 đang chơi đấy ạ. Vâng, rất là hay. Vâng, bên em này rất là bận rộn, đang đóng hàng cho khách. Vâng, hôm nay bên em bận chưa lên được video cho các bác, thì xin lỗi các bác, có những các bác đặt hàng bên em mà chưa quay được video. Và đây là sản phẩm của anh Thanh, vâng, súp B3 đấy ạ. Mã 2021 đấy ạ. Vâng, đây là hàng nhập khẩu Trung Quốc. Công suất 500W, nguồn xuyến 4 sò, 2 tụ và đặc biệt là bát từ kép, bát giấy từ kép rất là uy lực. Vâng, bên em có những khung giờ vàng từ 9 giờ đến 10 giờ sáng và chiều từ 15 giờ đến 16 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần. Và bên em còn chuyên khoảng tầm mấy ngày nữa thôi ạ. Vâng, các bác hãy nhanh tay sở hữu cho mình cái súp B3 2021 nhé. Và bên em có tặng anh cái dây V3m để anh kết nối với vang nhé. Để sẵn ra đây rồi ạ. Vâng, em tắt súp của anh đi đây ạ. Đây nhạc không súp anh này, không đánh nữa nhá, đây này không đánh nữa đây này, nhạc khác hoàn toàn luôn ạ. Vâng, giải âm nó thiếu, không phải em bật lên này, rất sâu anh ạ. Đấy, đánh đi ạ. Và đặc biệt bên em dán tem công ty Zika Audio bảo hành cho anh 1 năm nhá. Vâng, anh yên tâm, sản phẩm chuẩn chính hãng, đảm bảo chất lượng cho anh có thể dùng vô tư. Cho nhạc to hơn tí để chúng ta cùng trải nghiệm. Còn đặc biệt cái súp điện có thể kết nối được với âm ly, với nâng tiếng, với vang, rất là nhiều cách kết nối. Rồi, phía trên này thì được bảo vệ bởi cái mặt kính cường lực rất là cao cấp. Xung quanh thì sơn sần, chống nước, chống xước, chống va đập rất là tốt và đặc biệt là gỗ là MDF cao cấp. Vâng, em đang lấy tín hiệu từ máy lưng tiếng TD Acoustic mã là SB600 ạ. Vâng, anh Thanh nhá, thì hiện tại cái súp B3 2021 của anh hoạt động rất tốt ạ. Và sau đây xin phép được bỏ ra trên những đóng hàng gửi cho anh. Vâng, rồi cùng em chúc anh Thanh và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.